Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm những sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác 3 con quản lý nguồn, mẫu ngon bổ rẻ để sử dụng cho gia đình các bác nhé. Đây là hàng thương hiệu của Lắc. Lắc là một thương hiệu nội địa Trung Quốc. Ở bên Trung Quốc thì thương hiệu Lắc này là rất có tên tuổi các bác nhé. Tất cả những cái đồ nó làm trông đều rất là xịn sò, chất lượng ok. Đấy, ba con này thì nó là quản lý nguồn, nó là ổ cắm dẹt, thế nên là giá của nó rất là rẻ, chỉ có 800 nghìn thôi. Nhưng mà tí quay nội thất của nó thì chắc là bác nào xem cũng phải thích. Ba con giống hệt nhau các bác nhé, hai con màu đen, một con màu xanh. Đấy, đây, để em nhấc xem cho các bác xem cho nó, xem nội thất của nó nhé. Đây các bác này. Ba con thì nội thất là giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau cái màu men vỉ thôi các bác nhé. Đấy, khác nhau cái màu men mạch thôi. Còn ba con là nội thất y xì như nhau. Đấy, rất là chất, 800 nghìn bao ship các bác nhé. Đấy, nó chỉ có mỗi cái là cái ổ cắm này là của nó là ổ cắm dẹt các bác này. Ổ cắm này nó là ổ cắm dẹt. Ổ cắm dẹt nhé, thì nó không tiện so với Việt Nam mình. Nhưng mà em đã gọi là thiết kế cho các bác tất cả những cái chuyển đổi đã hết rồi. Đấy, và chuyển đổi với em dính chặt luôn vào cái đằng sau này. Đấy, nó lại thành liền một khối rồi, nó cũng đây các bác nhìn này. Đấy. Các bác không sợ lỏng lẻo gì nhá. Đấy, rất là chặt này. Đây để em thử cái độ chắc của cái vít chuyển đổi này cho các bác xem nhé. Đây. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Rất là chắc luôn. Đấy. Chắc nịch nhá. Chả khác gì những cái con mà lỗ to nhá. Đấy, em đây em thay tất cả các chuyển đổi ra to cho các bác rồi. Và em làm nó chắc nịch luôn. Đấy, thế các bác hoàn toàn yên tâm nhá, 800 nghìn bao ship. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.